Đây, em xin giới thiệu với các bác là một mẫu nồi cơm nội địa Nhật hiệu Mitsubishi, nồi 1 lít 8 sản xuất 2014. Nồi 1 lít 8 dung tích lớn dành cho gia đình mình đông người nha các bác. 5 đến 8 người sử dụng. Mẫu này vuông cắp nách còn mới tinh như ngọc trinh luôn. Đó, trắng đẹp. Độc lạ luôn, nồi cơm mà mẫu dáng vuông nha các bác, nhìn nó rất là lạ mắt. Cơm cực kỳ ngon luôn, mẫu Mitsubishi thì rất là nổi tiếng rồi, người ta có sản xuất tủ lạnh, máy lạnh, xe hơi này kia đầy đủ hết, các bác cứ yên tâm nha. Đi vào cái phần thông số cho em nè. Hiện tại là năm sản xuất là 2014, điện áp tới 100, công suất 1350W. Thì đây là nồi 1 lít 8 mã của nồi, nồi J nè, K nè, S nè. Đó là E184 thì khoảng cách lưu. Thì hiện tại thì nồi của mình công nghệ cao tầng IH. Nếu mà nồi nào đó, nếu mà mình mua về mình sử dụng nấu cơm mà có công nghệ IH là cơm rất là ngon nha. Nếu mà nồi mà không có IH là những nồi âm nhiệt điện tử thì nấu không bằng đâu. Các bác yên tâm về cái những cái mẫu nồi mà có IH nha, cơm rất là ngon, cỡ là cực kỳ ngon. Thì mẫu này còn hình thức đẹp tầm 9 trên 10 nha các bác, rất là đẹp. Thì bác mua thì các bác inbox hoặc chụp hình gửi qua Zalo cho em nha, số điện thoại Zalo trên màn hình nha. Em ship hàng toàn quốc, có cọc chuyển đủ em bao ship, cọc thì các bác trả tiền ship bảo hành 3 tháng cho các bác sử dụng. Ngoại thất vô nội thất nha các bác, ngoại thất là gòn xanh lồng đẹp. Đây, học hơi còn rất là ok đây các bác. Thì những mẫu này được bên em bác tuyển chọn nên cho nên còn rất là đẹp đây. Gòn lòng đây các bác, đây cái lòng nồi đây rất là đẹp nha, này bụi thôi đó còn lại đẹp nha các bác, đó quá đẹp chưa, không đẹp là em không ăn tiền các bác đâu, cứ yên tâm sử dụng, tại vì bên em đã tuyển chọn và còn test kỹ cho các bác rồi, đi đến tay các bác thì chất lượng đảm bảo. Thì các bác xài mình có thể tốt là mình cũng giới thiệu, nhiều khi người Việt Nam mình cũng rất là hiếu khách, mình xài được cái món hàng gì tốt mình cũng hay đi quảng cáo, mình có nói nhà tôi mới có cái nồi này rất là ok đây nè, cái là em sẽ có thể là cái người vị khách đó sẽ có thể là tìm hiểu, các bác sẽ có thể là mua tiếp ủng hộ em nữa nha. Thì cái vấn đề này em cũng hay có là được các bác ủng hộ về những vấn đề là mua giùm hay là mua tặng biếu rồi đó, thì em bán là gắt một khách mua 4 5 lần luôn các bác, thì cũng như những người mình xài được cái gì tốt muốn chia sẻ đến anh chị em bà con bạn thân này kia rồi đó. Thì cái này là cái tiện ích, cái lợi ích cho nên là mình muốn chia sẻ rộng rãi, rồi em cắm điện báo giá luôn cho mình nha. Rồi các bác, thì em xin phép là giới thiệu sơ những cái nút mà để các bác về sử dụng, nhưng mà các bác mua nồi sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác nấu xôi, nấu cháo, nấu lứt này kia đầy đủ nha. Còn nhưng để trong video em test chức năng cơ bản cho bác biết là những nồi mình các bác mua sẽ hoạt động bình thường, nút nấu, nút tắt, nút chỉnh ngon, nút chỉnh chế độ nấu, nút chỉnh chế độ gạo, nút nấu nhanh và nút hẹn giờ, nút giờ, nút phút. Rồi thì mua nồi này về, trước tiên là bấm nút này là nấu cho em chế độ bình thường. Đầu tiên là 55 phút không nấu thì tắt. Đó, anh muốn nấu ngon thì bấm vào đây, 69 phút. Đó, còn không nấu nữa thì tắt, thì nút này là nút tắt, nhấn thêm một cái nữa là nó là hâm luôn nha các bác. Đó, nó hay gì đó, cũng này chỉnh vô. Có nấu xôi, nấu cháo, nấu gạo lứt đầy đủ cho các bác hết nè, không nấu thì tắt cho em. Đó. Còn lúc này là chỉnh gạo, gạo trắng, cái nãy là đầu tiên gạo trắng bấm qua thêm cái là nó gạo trắng không do, gạo lứt không do, gạo lứt để mầm, gạo lứt gì đó đầy đủ hết nha, mình không xài, mình chỉ xài cái chức năng đầu tiên thôi. Muốn nấu nhanh thì bấm qua đây cho em. Rồi bấm đây thì nồi này nấu nhanh 28 phút. Thì kiểu như mà mình mua nào Nhật mình muốn nấu cơm ngon thì mình chịu khó nó hơi lâu một tí nó ngon. Còn nấu nhanh thì nó cũng ngon nhưng mà nó không bằng với những chức năng mà nấu lâu nha các bác, lưu ý giúp em. Thì em bán thì cũng mong muốn các bác xài cho nó ổn định, cho bền, đúng đúng cái chức năng, đặng mình nhận được cái đúng cái chất lượng vậy thôi. Lúc này là hẹn giờ đó, giờ mình chỉnh được khung giờ nào mình bấm vào đây cho em nè, đó đồng hồ chạy lên trang rất là bình thường nha các bác, đó chỉnh được nào thì bấm vào đây đó. Thì nồi của mình là chưa nấu các bác, trước giờ này 1 tiếng nó sẽ nấu nè, còn đúng giờ này có cơm cho các bác ăn đơn giản thôi, nồi nó test ok ngon lành hết rồi, các bác cứ yên tâm sử dụng, đừng có ngần ngại gì hết, đừng có lăn tăn gì hết, giá thì em bao tốt nhất thị trường các bác ha. Mẫu này em đang để giá là 2,4 triệu nha, mua cọc cho em là 400 lẻ nha, còn lại 2 triệu và tiền ship, nếu chuyển đủ thì em bao ship. Nhận hàng quá được cẩn, được kiểm tra, được cắm điện trước mặt vô cùng nha. Dung tích lớn giúp em nha, nồi mình là nồi dung tích lớn nha. 1.8 lít là 1,8 lít, nồi 1 lít 8 đó các bác, sản xuất 2014. Ân mẫu này các bác chụp hình gửi qua Zalo cho em bảo hành cho các bác là 3 tháng khi mua nồi nha. Thì các bác mình có nhu cầu thì chụp hình gửi qua Zalo cho em, inbox liên hệ qua số điện thoại Zalo giúp em nha, mình không tốn tiền khi gọi điện nhắn tin qua Zalo. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, chúc các bác nhiều sức khỏe và xem video được vui vẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em, cảm ơn các bác chân thành cảm ơn.